Xin chào mọi người, lại một mùa Valentine nữa lại đến. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách mình đã làm cái dâu tay phủ sô cô la nha. Nó cũng rất đơn giản thôi mọi người. Mọi người chuẩn bị dâu tay và sô cô la thôi. Nếu mọi người muốn dùng nhiều loại sô cô la thì có thể kết hợp giữa trắng và đen. Không thì mọi người sẽ dùng một loại thôi cũng được. Hoặc là các bạn sẽ mua bông đường mà nhiều màu á, mình làm xong mình phủ lên trên nó cũng rất là dễ thương. Ở đây thì mình sẽ dùng một mình cái sô cô la đen. Thì để cho sô cô la đen nó tan chảy thì mình sẽ chưng cách thủy với lại nước nóng. Nên khi sau khi mình định lượng được cái phần sô cô la mình cần dùng thì mình sẽ cho vào một tô to hơn để mình cho nước nóng vào cái phần cái tô to hơn đó để nó có nhiệt độ nó nóng lên thì sô cô la nó sẽ bị tan chảy ra. Bây giờ mọi người sẽ để và đảo đều cho sô cô la nó tiếp xúc với cái phần nóng á, nó sẽ tan chảy ra nha. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tải lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Mình chỉ cần để một lúc là sô cô la nó tan đều, mọi người không cần phải lấy dao làm nhỏ cái viên sô cô la ra đâu nha. Bây giờ sô cô la nó đã tan đều rồi thì mình sẽ đi phủ những cái trái cây mình cần làm. Thì ở đây mình sẽ làm với lại dâu tây và việt quất. Nếu mọi người có thích thêm những cái cherry hay là những cái loại trái cây nào đó thì mọi người có thể sáng tạo thêm. Đây là dâu tây mình mua ở Mega. Dâu tây giống New Zealand nên màu sắc rất là đẹp. Cái này đem đi phủ thì cũng rất là phí, nhưng tại nhà mình đang dùng cái này để ăn nên thành ra mình làm mình phủ luôn. Cắm cái tăm vô trước nha mọi người. Sau đó mọi người sẽ túm cái phần lá lại, cái mọi người vẫn giữ phần lá để sau khi mình làm xong á, nó sẽ rất là đẹp mắt. Mọi người có thể nhúng luôn quả dâu tây vào, hoặc là các bạn có thể lấy rưới lên. Rưới lên thì sô cô la nó sẽ hơi nhiều hơn một chút. Mọi người sẽ làm xong á, mọi người cứ xoay trên cho sô cô la nó chảy xuống lại thì nó sẽ giảm bớt nha. Cái này thì mọi người chỉ cần biết một số thủ thuật và khéo tay một chút thì có thể làm được những cái món rất là dễ thương rồi. Sau khi làm xong thì mình sẽ cắt một quả chanh hay quả gì đó mình để trong tủ lạnh, xong mình cắm hết tất cả các phần mà mình đã phủ sô-cô-la vào. Thì khi mình bỏ trong tủ lạnh thì sô-cô-la nó sẽ đông lại, nó tạo thành một cái form lớp vỏ cứng ở bên ngoài. Cũng tương tự như vậy thì đối với việt quất thì mình cũng phủ một lớp sô-cô-la ở bên ngoài. Sau khi phủ xong thì mình sẽ cắm vào cái quả chanh mà mình để trong tủ lạnh đó, để sô-cô-la cái lớp ngoài nó sẽ đông lại luôn. Mình sẽ làm số lượng bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu nha mọi người. Cái này mà để đi tặng thì mọi người sẽ chuẩn bị thêm những cái hộp và thêm một số cái decor trang trí để mình trang trí thêm cái hộp quà của mình bắt mắt. Ở đây thì mình làm để ăn thôi. Khi mình làm xong á, mình ăn thì ở ngoài cái vỏ sô cô la nó sẽ cứng, có vị đắng đắng bùi bùi, bên trong dâu tây nó ngọt tươi mát. Chúc mọi người có một mùa lễ thật là ấm áp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.